biệt. Tuy không gặp cháu, nhưng ta vẫn hằng theo dõi cuộc đời của cháu. Ngày nay con đã là ái thiếp của thi tử Nguyễn Phúc Tần, đúng như điều sắp đặt của ta. Thật cô mẫu rất mừng. Bây giờ cô mẫu cần con giúp một chuyện. Hãy khuyên bảo Phúc Tần phải bỏ lệnh cấm tàu Ô Lan ra vào cửa khẩu, vì cô mẫu bị quá nhiều thiệt hại. Ở Đế Kinh ta đã là bà chúa uy quyền, thì ở đất Hội An con cần chứng tỏ thế lực của mình. Hay tên gia nhân đều là kẻ thân tín của ta, có việc gì cần cứ bàn với chúng. Cô mẫu của con, Tống Thị Hoàng Phi. Trời ơi, cô mẫu đã hại con rồi. Tố Oanh. Dạ. Dạ bẩm phu nhân, thế tử. Thế tử đâu? Dạ, người đã lên ngựa ra đi. Đi đâu? Dạ, em làm sao biết được. Thế tử ra lệnh cho em mang chiếc áo này đến cho phu nhân. Để làm gì? Thế tử bảo phu nhân hãy tự tay mang chiếc áo này đến dinh thự Trung Tín Hầu Nguyễn Phúc Trung. Ngay bây giờ? Ngay trong đêm nay à? Dạ, ngay trong đêm nay. Tô Anh, thế tử không còn nói gì nữa sao em? Không cho ta được giải bài gì hết sao em? Phu nhân ơi, tại sao? Tại sao chính tay ta mang chiếc áo này đến dinh thự Nguyễn Phúc Trung? Rồi chuyện gì xảy đến cuộc đời ta? Mật lệnh gì đây? Nếu nghi ngờ thì phải giết ngay để trừ hậu hoạn. Vào trong lấy cho ta chiếc áo choàng và chiếc cáp nhỏ. Dạ. Phúc Tần ơi, dính biên. Tạo ra cái thế liên hoàn để lũng đoạn cả triều thần, giết nàng ta
Dù thế tử có giết con ngay, con cũng cam lòng. Từ nhỏ chúng con xem thế tử như ánh sáng mặt trời, một mặt trời mùa đông mang sự ấm áp đến cho mọi người. Nhưng bây giờ thế tử cũng vẫn là mặt trời, nhưng lại là mặt trời mùa hạ, ai ai cũng kinh sợ hãi hồn. Tô Anh, Tô Anh, sao thế tử mật sai Trung Tín Hầu giết cháu? Một sự hiểu lầm chăng, hay là một lời vu khống? Dạ thưa phu nhân, gió chiều đã se lạnh, phu nhân mặc áo vào cho ấm đi. Tố Huỳnh, chị đã dặn em biết bao lần, bây giờ thì đâu còn ai là tiểu thư hay phu nhân gì nữa, mà chỉ có chị. Với Tố Huỳnh trong tình sâu, thôi thì đành hẹn lại kiếp sau.
Khuyên cháu đừng nghĩ ngợi xa xôi rồi mang mãi nỗi ưu phiền. Như hoàn cảnh của bác đây cũng khổ lắm cháu à. Bác chỉ có đứa con gái khờ dại, khi mẹ nó qua đời còn chưa dứt sữa, nhờ bà con sớm biển đùm bọc dưỡng nuôi cho đến ngày khôn lớn. Bác vì việc chung luôn luôn bác túc trực canh tuần ở ngoài biển để bảo vệ quê hương đó cháu à. Bây giờ thì cháu đã hiểu. Mấy tháng nay cháu cũng đã quen dần với cuộc sống của anh em. Cháu đã tập bơi thuyền thả lưới, cháu có lần vượt trùng dương ra ngoài biển cả. Gian khổ thế nào cháu cũng đủ sức chịu đựng như các anh. Cháu vẫn thường hát để nung chí mọi người, luyện quân tập trận. Đó, tiếng hát của cháu bác nghe bọn nó nói hoài à. Nó khen cháu lắm. Tụi nó nói không biết cô đó ở đâu tới đây mà cổ ca hay quá. Bà ca làm nung chí tụi nó, rồi nó lén học và truyền với nhau, học thuộc lòng đến khi ra biển sóng to gió lớn chẳng biết sợ chết là gì đó. Bác ơi sự thật nỗi buồn còn câu liêm và hốc ném, anh em trong đội hăng hái vô cùng,
đang lo bài trận Thảo Long, kết nhiều bè cỏ khô thả ngang sông để tập đánh quả công đó. Hay lắm, tốt lắm. Biết đâu có ngày ta sẽ đốn tàu giặc ở cửa eo này. Cái gì kia? Kia là cái gì? Chiếc áo. Chiếc áo? Áo gì? Chiếc áo này của ai? Áo này của ai? Chiếc áo này ở đâu có? Áo này ở đâu có? Thị thừa đâu? Thị thừa ở đâu? Phu nhân ta đâu? Phu nhân ta đang ở đâu? Phu nhân, dạ thưa thế tử, thế tử làm lão sợ quá, lão huynh lão bất bình tĩnh, bây giờ lão tỉnh trí rồi, thế tử hỏi phu nhân là lệnh bà có phải? Phải, phu nhân của ta. Phu nhân của thế tử, lệnh bà của chúng tôi. Lão nhớ ra rồi. Nghe đâu phu nhân bị bắt tội và bà đã không còn. Không, chiếc áo của nàng còn đây mà, hơi ấm của nàng vẫn còn đây mà. Nàng ở đâu? Có phải nàng còn sống không? Thị thừa. Bẩm thế tử. Kìa, Tô Quanh, bà cũng đâu? Bà cũng đâu? Dạ, phu nhân đâu còn ở trên thế gian này nữa. Còn chiếc áo của bà. Dạ, chiếc áo này là chiếc áo của cha con. Đúng rồi, bậy, trời ơi, tao làm gì có chiếc áo đó. Bậy, già mà mặc áo gì kỳ cục vậy. Mày nói kỹ lại coi con, bình tĩnh con ơi, bình tĩnh. Dạ đúng rồi, chiếc áo này là của con. Của mày, mày đổ thừa tao. Chiếc áo này mà của con à? Dạ phải. Thưa thế tử, một đêm trời lạnh như giao cắt, gió biển thét gào buốt tận tâm can. Con đứng ở ngoài hiên chờ đợi dân trà buổi tối, nhìn thấy con mặc chiếc áo hoa mỏng manh, tay chân thì run lẩy bẩy. Phu nhân đã cởi chiếc áo choàng khoác lên mình con với bao lời quở trách. Cho mãi đến bây giờ mỗi chiều lạnh hơi sương, con vẫn thường mặc chiếc áo ngày xưa để tưởng nhớ một ân tình. Từng giọt lệ rơi
Cấp báo, cấp báo. Cấp báo thái tử, đội Hoàng Sa vừa ra khơi, có một chiếc tàu Ô Lan còn ẩn lại trận đánh Ngọc Hầu để trả thù. Họ đang chiến đấu ngoài khơi. Khốn nạn, khốn nạn. Hãy mang lệnh của ta truyền cho quan thăm trấn Nguyễn Phúc Kiều đem tàu ứng chiến cứu đội Hoàng Sa. Tuân lệnh. Thế tử, thế tử ơi, thế tử. Đội Hoàng từ bị lâu nay mi. Thế tử, xin ngài hãy cứu lấy phu nhân. Phu nhân nào? Xin thế tử tha cho tôi chết. Từ lâu tôi đã giấu thế tử. Phu nhân vẫn còn sống trên cõi đời này. Phu nhân ta vẫn còn sống. Hiện giờ phu nhân ta ở đâu? Nói. Dạ thưa thế tử, phu nhân đang ở trong đội thuyền của đội Hoàng Sa đang bị bao vây. Đang bị bao vây? Ta biết phải làm sao bây giờ? Thế tử, xin người hãy cứu lấy phu nhân. Còn lại người, người hãy cứu lấy phu nhân. Trời ơi, ta còn biết cách nào để cứu phu nhân đây? Kìa, phu nhân, phu nhân. Thưa thế tử, chính cái người đàn bà này thế tử nghi ngờ ruột rẩy rẽ minh, và hôm nay cũng chính người đàn bà ấy đã đứng trước mũi thuyền đương đầu với kẻ thù, và bà đã hy sinh. Ha 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 ha!